Giới cấm chứa bát và xin bát tốt. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: do lòng tham tốt đẹp, phiền não tăng trưởng chuốc lấy sự cơ hiềm nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, bát của thầy Bạc Nan Đà bị bể nên vào thành đến nhà cư sĩ xin bát. Thầy chỉ bị bể một cái bát mà xin thật nhiều bát đem về cất chứa. Vào lúc nọ, các cư sĩ cùng nhóm họp, ai ai cũng bảo là: hôm nay tôi được phước báo vô cùng. Họ hỏi lý do, biết là cùng cúng bát cho thầy Bạc Nan Đà nên cùng cơ hiềm. Tỳ kheo biết đủ bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có bát chưa đủ 5 lần giá không chảy mà xin bát mới vì ưa tốt, bị phạm ni tắc kỳ 3 vật đề. Tỳ kheo ni này nên đem bát ra xả giữa ni chúng theo thứ tự mà đổi cho đến người nhỏ nhất trong chúng, đem cái bát của vị nhỏ nhất ấy trao cho cô tỳ kheo ni ưa bát tốt và bảo rằng: cô nên giữ cái bát này cho đến khi nào nó bể. Giải nghĩa. Luật dạy rằng 5 lần giá là mỗi lần nứt cách nhau độ 2 ngón tay. Giá là hàng dính lại. Bộ luật Tăng Kỳ nói rằng chưa đủ 5 lần giá là, hoặc chỉ 1 lần giá là chưa đủ 5 lần nên gọi là chưa đủ. Nếu có 2 lần cho đến 4 lần gọi là chưa đủ. Đủ 5 lần giá là đã có 5 lần giá là đủ số lượng nên gọi là đủ 5 lần giá. Lượng là những chỗ bể được giá lại khoảng cách độ chừng 1 ngón tay cái. Không chảy là những lần giá chưa đủ số lại không bị chảy và cũng không có chỗ nào khác bị rỉ chảy. Luật Thập Tụng nói cho dùng sắt hoặc đồng để hàng giá. Luật Căn Bổn nói nếu bát mà xin khó được thì tùy ý sửa chữa, nếu bát xin dễ được nên bỏ để đổi bát tốt, lại xin bát mới vì thích tốt. Luật Tăng Kỳ nói hoặc chê bát này quá lớn, quá nhỏ, quá nặng, quá nhẹ, hoặc hô hoặc nhám nên gọi là muốn bát tốt đẹp. Tỳ kheo ni này chỉ rõ cô ni phạm lỗi nên đem bát này ra xả giữa ni chúng. Luật dạy trong pháp xả này phải ở trong trụ xứ mình ở, xả trong chúng tăng. Luận Ma Đắc Lạc Già nói nếu xin được rất nhiều bát nên xả cái mà mình vừa ý nhất, số bát còn lại nên đem cúng cho ni chúng theo thứ tự mà đổi cho đến người nhỏ nhất, đem cái bát của người nhỏ nhất ấy trao cho cô tỳ kheo ni ấy. Luật Tăng Kỳ nói trước hết tác pháp Bạch Nhị Yết Ma sai một vị có 5 đức làm người hành bát. 5 đức là không thiên vị, không sân giận, không sợ, sáng suốt. Biết việc nên cho hay không nên cho, người kia được tăng sai rồi ra giữa chúng thưa rằng: xin đại tỷ tăng lắng nghe, cái bát quý vị đang thọ trì nên mang đến đây. Các tỳ kheo ni mỗi người tự mang bát mình đang thọ trì đến. Luật dạy, người hành bát ấy nên bạch rằng: bạch đại tỷ tăng lắng nghe, nếu tăng đúng thời mà đến, tăng bằng lòng cho. Đem cái bát ấy tuần tự hỏi bậc thượng tòa, bạch như vậy, bạch rồi đem đến cho bậc thượng tòa. Nếu bậc thượng tòa muốn dùng bát ấy thì đưa, rồi lấy cái bát của bậc thượng tòa đưa cho bậc kế đó, hoặc là đưa cho cô tỳ kheo ni thích bát tốt. Tỳ kheo ni kia nên nhận, không nên vì sợ chúng tăng mà không nhận, cũng không nên vì lý do này mà nhận bát xấu nhất. Nếu nhận bị tội đột kiết la. Nếu vị thứ hai lấy cái bát ấy nên đưa và lấy bát của vị thứ hai đưa cho vị thứ ba hoặc đưa cho vị tỳ kheo ni kia. Tỳ kheo ni kia nên nhận, không nên vì sợ chúng tăng mà không nhận, cũng không nên vì lý do này mà nhận bát xấu nhất. Nếu nhận bát xấu nhất bị tội đột kiết la. Như thế lần lượt cho đến người nhỏ nhất, hoặc đem bát của tỳ kheo ni ấy trả lại cho tỳ kheo ni ấy, hoặc đem bát của người nhỏ nhất đưa cho cô ni ấy. Khi đưa nên tác pháp Bạch Nhị Yết Ma giảng rộng như trong Tạng Luật đã giải thích rõ. Cái bát của tỳ kheo ni ấy nếu quý giá tốt đẹp nên giữ lại,
đem cái bát xấu nhất không bằng bát đó đưa cho cô ấy. Luật Căn Bổn nói: Tỳ kheo ni hành bát, đem cái bát phạm ấy đến trước vị thượng tòa, khen ngợi bát ấy là thanh tịnh, viên mãn, có thể thọ dụng, hoặc bậc thượng tòa nhận hay không nhận, như trên đã biết, đổi cho đến người cuối cùng, lấy cái bát của người cuối cùng ấy đưa cho tỳ kheo ni kia và dặn nên giữ gìn. Nói: Này em, hãy giữ cái bát này dùng cho đến lúc bể. Như vậy là đúng. Giữ cái bát này dùng cho đến lúc bể là không phải làm pháp thọ trì, mà là bảo cô tỳ kheo ni kia khi nhận cái bát xấu nhất này phải dùng tâm tốt để giữ gìn cho đến lúc bể, phải nhận và thọ dụng. Luật dạy: Cô tỳ kheo ni kia giữ gìn bát này không được để rớt trên chỗ gạch ngói đá, không được để dưới cây gậy và gần chỗ có dao, không được để dưới chỗ có các vật treo, không được để giữa lối đi, không được để trên đá, không được để dưới cây có trái, không được để trên đất, không được một tay bưng hai bát, trừ khi có ngón tay để giữa hai bát. Không được một tay bưng hai bát, một tay kia mở cửa, trừ khi chú ý. Không được để trong ngạch cửa hoặc dưới cánh cửa. Không được để bát dưới giường dây, giường cây, trừ khi để tạm. Không được để bát ở giữa giường dây và giường cây. Không được để bát ở đầu góc giường dây, giường cây, trừ khi để tạm. Không được đứng rửa bát đến nỗi làm bể bát. Tỳ kheo ni kia không được cố ý làm bể bát, không được cố làm cho mất hoặc cố làm bể, không nên dùng cái bát ấy làm các việc khác. Câu "như vậy là đúng" nghĩa là từ khi nhận giữ bát xấu nhất này trở đi cho đến lúc bể. Đây là cách trị phạt tâm ưa cất chứa bát tốt, đúng pháp là như vậy. Định tội. Tướng phạm giới này là bát bể chưa đủ 5 lần giá mà không rỉ chảy, lại xin bát mới, bị xả đọa. Hoặc đủ 5 lần giá mà không chảy, xin bát mới, bị tội đột kiết la. Các pháp xả, sám hối và không trả bị tội giống giới trước. Luật Căn Bổn nói: Bát này không nên cất, không nên để riêng, cũng không cho người khác, nên may hai cái túi đựng bát, túi tốt đựng bát dư, cái xấu đựng bát cũ. Khi khất thực mang theo hai cái bát. Cơm khô đựng vào bát dư, cơm thường dùng đựng vào bát cũ, phải ăn nơi bát cũ, rửa cái bát dư trước, phơi khô đem cất, phải lo cho cái bát dư trước nhất. Khi đem úp cất vào tủ hay xông hong thì cái dư cũng phải ưu tiên. Khi đi đường, cái bát cũ nhờ người mang, cái bát dư mình tự mang. Nếu không có ai mang hộ thì cái bát dư mang bên vai trái, cái bát cũ mang bên vai phải rồi đi. Đây là pháp trị phạt cho đến trọn đời, hoặc phải khéo giữ gìn cho đến khi nó bể. Nếu trái điều này, bị tội diệt pháp. Luật Tăng Kỳ nói: Tỳ kheo ni giữ cái bát nứt này, nếu cố ý làm bể, bị tội ba vật đề. Nếu hai thầy hay các vị thiện tri thức vì lòng thương xót sợ việc rửa bát sẽ làm ngăn ngại việc tu học nên đem cất giấu, tìm không được thì xin cái khác, không bị tội. Giới này đủ 4 điều kiện mới thành tội xả đọa. 1. Có tâm tham tốt. 2. Theo xin của cư sĩ không bà con. 3. Dưới 5 lần giá mà không rỉ chảy. 4. Xin đã được rồi. Chế chung. Tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là đủ 5 lần giá bị rỉ chảy. Nếu chưa đủ 5 lần giá mà bị rỉ chảy thì được xin bát mới, hoặc xin của người bà con, hoặc xin của người xuất gia, hoặc xin giùm cho người khác, hoặc người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được, hoặc vào dịp cúng bát cho tăng theo thứ lớp mà được, hoặc mình có tiền tự mua để dành. Tất cả đều không phạm, và ban đầu Phật chưa chế giới.